Vẫn là bóng đá nhưng ngay sau đây chúng ta cùng đến với một giải bóng đá dành cho các cầu thủ nghiệp dư. Giải bóng đá BG Cup năm 2011 đang diễn ra tại Cao Lãnh, Đồng Tháp. Nói là một giải đấu phong trào nhưng niềm vui mà giải đấu này mang lại cũng chẳng khác gì những giải đấu chuyên nghiệp được tổ chức với quy mô lớn hơn. Bởi tới với giải đấu thì các khán giả luôn có được những tràng cười sảng khoái. Đối với vùng đồng bằng sông Cửu Long, tháng 4 không chỉ nổi tiếng với việc kết thúc một vụ gặt được mùa, mà tháng 4 còn nổi tiếng với cái nắng cháy vàng cả bầu trời. Nhưng đó cũng không phải là những câu chuyện mà chúng tôi muốn nói đến trong phóng sự này. Người Đồng Tháp vốn dĩ mê bóng đá, và vì thế, việc họ đam mê cả bóng đá phong trào cũng là việc chẳng có gì là lạ. Đối với họ, cái khó là làm thế nào để có thể xem bóng đá mọi lúc mọi nơi, hay có thể vận dụng một cách hiệu quả nhất thời gian biểu để có mặt tại sân bóng mỗi khi có thể. Bóng đá đã mang nhiều niềm vui cho khán giả. Bên cạnh đó, nó cũng tạo ra không ít niềm vui cho chính những người làm dịch vụ ăn theo. Bán hàng ăn là một ví dụ. BG Cup là một sân chơi mang tính phong trào với tiêu chí phục vụ người dân. Do vậy, bên cạnh cuộc chơi của các cầu thủ thì ban tổ chức luôn xây dựng hệ thống những trò chơi tương tác và đối tượng tham gia trong số đó không ít là những nữ nhì. Em thấy chơi bóng đá điện tử này có hấp dẫn bằng đá bóng thật không? Dạ, thì nó tăng sức hấp dẫn hơn, nhưng mà hình ảnh thì nó minh họa, nó vui hơn. Vui hơn là ngoài, nhưng mà thấy thì mỗi cái thì nó có cái niềm vui riêng. Nhưng mà em lại không biết đá banh cho nên em thích này. Chẳng biết là trong số các cầu thủ đang thi đấu ngoài sân, đã có ai một lần tham gia vào các trò chơi tương tác như thế này chưa? Nếu như có, chắc hẳn thật khó có thể nói sân chơi nào thực sự khó hơn, và biết đâu cái niềm vui mà họ nhận được lại khiến chính bản thân những người tham gia thêm một lần muốn được tiếp tục thử sức mình.